Chào cả nhà yêu Lan, em là Kim Phụng. Hôm nay ngày 5 tháng 2, năm quên 5 tháng 4 năm 22 mọi người đến với phiên hôm nay. Hôm nay thì em sẽ nói về bông năm cánh trắng Hà Tĩnh nhá. Thì mỗi phiên em sẽ dành một chút thời gian để nói về một cái mặt hoa mà em có bán trong phiên. Thì dạo này em bán Hà Tĩnh cũng nhiều nhưng mà em chưa có nói, thì hôm nay là tới lượt bông Hà Tĩnh này. Hà Tĩnh thì nó xuất phát đầu tiên là theo như tên gọi của cái vùng địa lý mà nó ở đó, tức là ở Hà Tĩnh nha mọi người. Cụ thể là ở huyện Hương Sơn, và cũng giống như cây khác, khi mà mới nở thì năm cánh trắng Hà Tĩnh dao động giá từ 2 triệu rưỡi đến 3 triệu một sen, bởi vì nó là mặt hoa xuất nó đột biến mà, thì nó cũng đẹp hơn những cái cây bình thường tím khác, thì bởi vì nó là dòng năm cánh trắng. Nhưng mà theo quy luật của thị trường thì những cây mỗi màu dần dần sẽ bị đào thải, cho nên là cây Hà Tĩnh nó trở về cái giá rẻ hơn để cho mọi người dễ sưu tầm. Về khuôn bông thì Hà Tĩnh là một khuôn bông rất là đẹp, không phải là xấu nha, mắt rất là to, họng phân thùy cực kỳ là sạch luôn, họng phân thùy rất là sạch, nhìn vô cái bông rất là rõ ràng. Màu mắt thì nó đậm đậm hơn mũi, mũi thì hồng cánh sen nhạt 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 phớt, có nhiều nơi thì nó nở thì nó sẽ trắng đục, thì cũng tùy theo cái điều kiện mình chăm sóc. Nhưng mà mọi người nhìn vô cái khuôn Hà Tĩnh thì nó rất là to, lưỡi nó to bè rất là đẹp luôn. Và về thân lá thì dòng Hà Tĩnh nó là một cái dòng rất là khỏe, thân lá cũng rất là đẹp, nó đi hầu như là xuyên đông á mọi người, nó tức là cây nó đi ngọn rất là khỏe. Nhưng mà đồng thời Hà Tĩnh thì nó cũng hơi khó sai hoa tí nha mọi người, không phải là không có hoa mà nó cũng hơi khó sai, cho nên được cái thân lá nó rất là đẹp. Vô chi tiết thì ở đây em vẫn bán những cái cây như thế này đó, mọi người thấy không, những cây nhỏ mà ươm trong cốc như thế này, cắt khúc ươm kỳ tự nhiên mà mọi người thấy thân lá nó lên cũng rất là đẹp, bởi vì cái dòng này cơ bản là giống nó rất là khỏe đó. Những cây như thế này thì em vẫn bán là 200.000 một cây nha. Đó, 200.000 một cây như thế này. Có một số cây thì nó rụng lá rồi, có một số cây thì nó vẫn nguyên lá như thế này, thân nó thẳng rất là đẹp. Còn những mà cây lớn như thế này thì 300 nè, cây mà 40 sen thì phải 300.000, còn cây từ 25 sen đổ lại thì em tính là 200 nha. Đó. Thì lâu nay em vẫn bán cái dòng này nhiều thì khách vẫn mua nhiều. Ngày trước là lấy về cả lô cả 500 chậu á, thì bây giờ nó còn cỡ 4 cây thì còn cỡ 100 chậu á mọi người. Đó thì em bán cũng dần bán mòn rồi, rồi nó cũng hết à. Ngày nào bán thì khách cũng lấy. Đó, hôm qua thì bán được cây nè. Hôm qua em không có quay nhưng mà em quay những phiên trước thì khách xem được và khách vẫn chốt được một cây cây đó. Đó thì hôm nay em vẫn cứ bán miết thôi bởi vì khách cũng hỏi nhiều. Hà Tĩnh ấm chậu thì nay em lên mấy chậu như sau, 7 chậu nha mọi người. Cây thì xếp từ nhỏ đến lớn tùy theo cái giá tiền rồi nha, mà cây rất là đẹp. À, mọi người yên tâm, đây trồng trong chậu đất như thế này rồi đó. Chậu số 1 này, cây này dài xem nào, tầm 40 nha, 40 cm đó, lên rất là đẹp như thế này, giá là 350 nha. Đó, số 1 này 350, cây đẹp lắm mọi người, ống chậu rất là khỏe luôn đó. Số 1 350. Cây số 2 là cái mập này đó, thân bắt đầu phình ra rất là mập nha, thì giá là 400. Mọi người thấy thân nó vàng óng không, nó cực đẹp luôn. Đây số 2 nha, 400 nè. Đó, số 2 400. Thì kích cỡ nó cũng tầm 40 á, 40, 40 cm, số 2 400. Số 3 là 500. Cây này thì nó một mùng mùng gốc nè, lên này lên một mùng gốc và thân cũng rất là lớn luôn. Đó, thân cực kỳ lực như thế này luôn ha. Thân rất là lớn. Đó, số 3 500. Số 4 tương tự cũng là 500, lên một mùng gốc nè. Lên một mùng gốc. Thân cũng vàng ống rất là lực, thân vĩ dài chắc phải được 50 60 cm á đó. Đó, 500 nha mọi người, 50 60 cm, ngọn đi cực kỳ là đẹp luôn á, ngọn rất là đẹp. Đó là cây số 4 nha. Cây số 5 nè là 900, cây hai mầm như mọi bữa em bán đó. Cây số 5 nè 900 đây ha, số 5 thì 900, hai thân như vậy đó, số 5 900. Số 6 là 1 triệu. Thì cây 1 triệu này nó mập lắm, nó cũng hai thân nha, là mà nó mập và nó dài hơn cây số 5 rất là nhiều đó. Mọi người thấy không? Cực kỳ là dài luôn. Thân nữa nè, thân khỏe như gì luôn, thấy rất là khỏe, đi lên rất là đẹp đó. Nhìn thân lá không là đã thấy đẹp rồi, cái dòng này nè thân lá rất là đẹp, lá kiểu dài mà đốt thưa nhưng mà thân lại rất là mập mọi người nè, chưa có đứng ngọn mà cực kỳ là mập luôn ha, chưa đứng ngọn mà rất là mập đó. Đây là chậu số 6 nè, 1 triệu. Và chậu 7 tương tự là chậu 3 thân. Đây 3 thân thì 1 triệu tư ha. Đấy 3 thân này.
Đẹp không? Ba thân như thế này nha. Đó, ba thân 1,4 triệu. Thì đó là Hà Tĩnh ha. Bên này tiếp tục em bán cây năm cánh trắng Minh Châu nha mọi người. Đó, có những chậu thì khách lấy rồi, đặt cọc rồi, sau rồi mua qua cây khác cho nên là nó còn ở đây. Đó, thì chứ như vậy thì em sẽ giới thiệu như chậu này nè. Chậu này là khách đặt xong rồi hủy nè. Chậu số 1 này 2 triệu thì nó có tới 2 mầm lỡ nha mọi người. Đang lên mầm gốc rồi. Đó, thì mọi người về chắc chắn là nó sẽ lên phải ít nhất được 2-3 cái mầm gốc nữa. Vì mỗi mầm này này là nó sưng được 2-3 mất gốc lận á. Đó, Minh Châu số 1 này 2 triệu nha. Cây này đó, nó cũng bắt đầu đứng ngọn rồi, chuẩn bị làm hoa rồi. Năm nay là có thể là chơi được hoa đó. Minh Châu 1 này. Cây số 2 thì em tính là 1,8 triệu đi, bởi vì là nó chỉ có một mầm lỡ này thôi. Đó, có một mầm này thôi nha. Số 2 này 1,8 triệu. Đó, thì cây nó kích cỡ nó cũng dài như nhau mà. Đó, số 2 1,8 triệu. Cây số 3 tương tự luôn. Số 3 cũng vậy luôn, 1,8 triệu. Dưới này sưng một mắt này. Đó, dưới này sưng một mắt và trên này thân nó cũng xuống lá như này rồi, thân thắt thấy rất là mập. Và số 4 cũng vậy, 1,8 triệu nha. Đây, cây số 4 này 1,8 triệu. Bốn cây như vậy nha, năm cánh trắng Minh Châu phân rang đấy. Đó, bốn cây loại năm cánh trắng. Tiếp theo bên này em bán HO nha mọi người, nay lên 5-6 chậu như này. Chậu số 1 này 300, số 1 300, dài tầm 10 sen ha. Đó, số 1 300, số 2 350, cây nó mọc đẹp hơn nha. Đó, số 2 350, số 3 này 400. Đây, số 3 400, thân lá rất là đẹp. Số 3 400, số 4 tương tự 400, 4 này 400, này nha, số 4 400, số 5 400, 5 400, 5 nè 400, 6 400. Trên này nó sưng một kỳ rồi nhé. Tức là về mọi người trồng được hai chậu á, cây này nó có rễ rồi, về mình lách ra là hai chậu. Đó, 6 400 và số 7 là 500. 7 500 thì nó tới hai kỳ nè. Có gốc mà nó sưng lên hai kỳ, rất là khỏe như thế này. Là nha, số 7 500. Em lên mấy chậu nhỏ này thôi. Tiếp theo là em có cây năm cánh trắng Long Biang nha. Lâu lắm rồi mới bán lại cái này á, bởi vì nó chưa có giống, cứ đang chờ nó ra rễ. Thì hôm nay được hai mầm lớn nó ra rễ cực khỏe rồi mọi người. Trên này mọi người nhìn cái thân già của em nè, vừa kỳ vừa hoa luôn á, nhìn đã lắm nè, nụ hoa nè, hoa chi chít luôn. Đang chờ nó ra để ngắm, ra đã lắm. Cái này được trước em cắt mất ngủ em bán hết rồi. Nên là cái cây này nhìn này, chứ cái này bụi ngày trước nó xung xê ghê lắm. Nè, cái này cắt xong bây giờ nó cũng sưng kỳ nè. Nè, sưng kỳ đây cả mớ luôn nè. Từ mỗi lá là coi như là một kỳ luôn. Thì Long Biang này nó khỏe, nó sai kỳ lắm. Được cái thân này nó sưng hoa này mọi người, vừa hoa vừa kỳ luôn. Chờ ngắm hoa rất là đã. Rồi em có hai kỳ nha, hai kỳ lớn như thế này. Thì nó mọc dưới này cho nên là lách thôi nha, chứ không có thể nào mà cắt khúc được. Cây số 1 nè, dài cũng phải 15 sen rồi, kỳ lực lắm, đế rất là to. Thì nó mới ra được hai rễ thôi, nhưng mà em lách được rồi. Đó, lách được rồi nha, 400. Đấy, cây số 1 nè, 400. Cây tự nhiên luôn, rất là khỏe. Số 2 nè là 500. Đó, cây số 2 thì nó được nhiều rễ hơn nè. Đó, cái này đế to này về trồng dễ mọi người. Mà kỳ rất là lực nữa nha. Đó, kỳ mọi người thấy kỳ không? Đó, nó phải tầm 18 sen á. Đó, 18 sen, rất là khỏe nha, 500. Thì đó là được hai kỳ như vậy thôi. Còn dưới này thì nó có kỳ rồi nên mà nó chưa ra rễ nè. Thì em phải chờ ra rễ em mới cắt được nha. Đó, Long Biang. Và có một chậu Long Biang này. Thì có hai thân hoa rồi mọi người. Đây nha. Được hai thân hoa rồi nè. Hai thân hoa nè. Một thân này, hai thân này, cắt mầm lỡ chi chít luôn. Mầm lỡ này nó cũng mọc kỳ đầy luôn. Mọc kỳ đầy luôn. Và cắt mầm gốc đây, lên được 4 5 mầm gốc nè, rất là khỏe luôn. Nguyên chậu này giá là 1,5 triệu nha. Đấy, nguyên chậu Long Biang này là 1,5 triệu nè. Đó. Năm cánh trắng Long Biang. Cái khu Long Biang nó rất là đẹp. Ở Lâm Đồng thì nó bay 24 giờ. Cây này thì lâu rồi không bán cho nên là không nói. Đây nha. Rồi. Bên này còn một chậu hồng Gia Lai duy nhất nha mọi người. Em hết rồi đó, không còn. Còn duy nhất chậu này. Giá là 3 triệu nha. Đó. Dài tầm 20 sen nha. Dài tầm 20. Thôi, chắc được 17 thôi. Đây, đo hết thì chắc được 17. Đó, thì ước chừng là tầm như vậy. Đây, thì giá này cũng rất là mềm rồi.
3 triệu nha, cây đang đi ngọt rất là khỏe luôn. À, đây cây cũng mọc đẹp chứ không xấu, hôm qua em bán cây mà xấu xấu thì khách cũng lấy rồi nha. Đó, còn duy nhất một chậu này thôi. Loại tiếp theo là biệt quốc dân cắt khúc nha mọi người, cây cắt khúc khỏe, hôm qua mấy cây lách 100.000 thì khách lấy hết rồi, mà khách hỏi nhiều thì em cũng không có loại đó, thì em còn cái loại cắt khúc này. Cái loại mà đó thì nó ở trong cái chậu khác, còn cái này em mua là đã hơn 100.000 rồi nên là không có bán được 100 nha mọi người. Về còn không đống này kia các kiểu nữa. Rồi thì em phân làm hai loại, loại thứ nhất là loại to ở trên này nè là 250 kg, thì mọi người thấy là kg nó rất là lực. Còn loại dưới này là 200 này, quay hai cái loại cùng lúc cho mọi người dễ nhìn và so sánh. Đó. Thì loại 200 thì nó sẽ có những cái khúc thân, khúc đầu ngọn. Ví dụ mọi người lấy khúc đầu ngọn thì nó được 3-4 sen thôi, nhưng mà bù lại thì nó sẽ được nhiều mắt nè. Hay là cái kỳ nhỏ này thì nó lại được nhiều mắt đó nha. Rồi, còn kỳ lớn mà đều đều này thì cứ một mắt cho nó mọc đều nhau á, cho nên là mình cắt theo cái thế của cây thôi. Đó, cây này 200, còn cây lớn trên này là 250 nè mọi người. Thì nó mọc lá nó mở, nhìn nó đã lắm nha. Đó, 250. Đó, bề quốc dân nha, cây này thì nó siêu đậm. Năm ngoái nhưng mà kỳ này thì cỡ 1,5 triệu một kỳ, cũng cắt khúc như thế này đó. Đó, thì đây 250 nè. Nó có kỳ đầu ngọn rồi có kỳ như vậy, các bác lấy cái loại nào nó cũng được, kỳ nó đều khỏe hết nha. Đó, em hôm nay quốc dân thì em có hai loại như vậy, 200 và 250. Trong cái rổ này thì em có hai loại, thứ nhất là kỳ số hên nè, hai kỳ. Em mới tách trong cái chậu lớn kia ra thì em quay xong thì em sẽ quay cái chậu lớn. Cây số 1 nè, 250. Số hên là cây bẹp mũi trắng nha mọi người, cánh ám nha. Đó, cây bẹp mũi trắng cánh ám thì nó sẽ đắt hơn cái kia. Và đây là cây lách cho nên là cũng chỉ tính là 250 thôi nha. Đó, số 1 nè, 250. Và số 2. Số 2 thì nó có một cái thân hồng bi đây nữa nè, thân già nè. Coi như nó là cây 52 đó, thân già nó ngoài nó mọc xong nó đứng giờ nó lên nè. Cây số 2 là 300 ha. Đó, cây số 2 thì nó cũng nhiều rẻ hơn và nhìn nó thì cũng khỏe hơn. Thì đó là số hên nhỏ nha, số hên kỳ lắp được 2 kỳ. Còn đây là cái chậu lớn nè. Đó, đây là chậu lớn. Thì 2 kỳ đó thì em tách ra từ cái chậu này nha. 2 kỳ đó thì tách ra từ chậu này. Đó, thì đây nè mọi người. Kỳ đầu tiên này em tách ra từ đây nè. Mọi người thấy dấu còn mới không? Và cây số 2 này, dấu nè. Đó, thì em tách 2 kỳ đó ra từ đây. Nguyên chậu này em bán là 800 nha mọi người. Thì dưới này nó có gốc nè, nó cũng là kỳ nó mọc lên nè, cũng có khả năng là sưng hoa năm nay đó. Rồi trên này thì cũng có mấy kỳ nè, mà rễ nó chột rồi nên là không cắt, cái để nguyên vậy. Đó, nguyên chậu này 800 nha. Đó, bẹp mũi trắng nha mọi người, mà cánh ám rồi đó. Đây, 800. Thì đó là số hên. Cuối cùng là em bán bẹp hương rừng nha. Hương rừng thì em có mấy cái kỳ em cũng mới cắt như thế này. Đấy, hương rừng kỳ số 1 nè, 100.000. Đây lách nha, kỳ nè, 100.000 nè, cái lách nè. Kỳ số 2 nè, 200. Đây, số 2, 200. Đó, có cả khúc thượng già này, về mọi người trồng rất dễ. Và kỳ số 3 thì cũng là 200 luôn. Đó, số 3 này thì nó lớn. Đó, số 3 nè, 200. Thôi số số 2 tính 150 đi ha. Số 2 tính 150. Đây, 150 đi. Do kỳ này nó cũng bị hơi nhỏ nhỏ so với kỳ này. Đó, số 3 này 200 nha. Đây 200 thì kỳ nó rất là mọc và trên này nó còn có cái khúc thân nữa. Thì đó là ba kỳ hương rừng bé. Vô trong này em có những cái chậu nè. Số 3 rồi đúng không? Chậu số 4 nè. Đây số 4 200 luôn nha. Thì nó mọc được một cái kỳ này, về mọi người chờ ra rễ thôi. Chứ còn dưới này mầm gốc nó hư rồi. Đó, mầm gốc nó hư rồi nha. Thì em vẫn gửi nguyên chậu về, các bác có khai thác được cái gì thì khai thác và gửi nguyên chậu để cho cái kỳ này chờ cho nó ra rễ nha. Thì đó là số 4. Rồi số 5 nè. Đấy, số 5 là chậu như thế này, 500 nha mọi người. Đó, số 5 500 thì nó lên được hai mầm gốc rất là đẹp. Dưới này là hai thân hoa này, thấy nó cũng đang sưng kỳ nè. Đó, số 5 nè, 500. Số 6 tương tự cũng là hai mầm gốc, một thân hoa. Đó, số 6 500 luôn. Ha ha, 6 500. 7 7 thì 400. 7 thì nó không có mầm gốc mà nó lại sưng kỳ nên tính là 400. Đó, số 7 nè, 400. Số 8. Đây, 8 thì chi chít luôn, 8 chi chít nè, 500. Số 8 à, 500. Đây, số 8 500. Đó. Và số 9 nè.
Số 9 này thì cũng rất là nhiều gốc. Đây, số 9 này cũng chi chít luôn. 9 này 500 luôn nha. Đó, số 9 500. Rồi, xin chào nha. Mọi người xem kỹ video rồi chốt hàng giúp em nha. Hẹn gặp mọi người vào chắc là tối nay nha. Tối nay thì em sẽ like có rất là nhiều cây đó, cây đẹp đó. Rồi, chào bà con nha.